Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 2 tháng 8, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Hy vọng của trẻ thơ, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Luca chương 18 từ câu 15 đến câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Luca chương 18 từ câu 15 đến câu 17, bản truyền thống hiệu đính. Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Giê-xu để Ngài chạm đến chúng. Thấy vậy, các môn đồ trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ lại mà phán rằng: Hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Thật, ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được. Câu gốc hôm nay được chép trong Luca chương 18 câu 16. Hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng. Khi cháu gái Eliana của tôi mới 7 tuổi, cháu được xem một đoạn phim về trại trẻ mồ côi ở Guatemala tại trường. Cháu nói với mẹ, chúng ta phải đến đó để giúp đỡ họ. Mẹ cháu trả lời rằng cháu có thể làm điều đó khi lớn hơn một chút. Eliana không bao giờ quên, và khi cô bé lên 10, cả gia đình đã đến giúp đỡ trại trẻ mồ côi. 2 năm sau, họ quay trở lại, lần này dẫn theo một vài gia đình khác tại trường của Eliana. Khi Eliana 15 tuổi, cô bé và cha mình lại đến Guatemala để phục vụ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng những mong ước của trẻ thơ không quan trọng như hy vọng của người lớn. Nhưng Kinh Thánh không phân biệt như vậy. Chúa kêu gọi cả trẻ thơ như trường hợp của Samuel. Chúa Giê-xu trân trọng đức tin của con trẻ. Và Phao-lô nói rằng những tín hữu trẻ tuổi chớ để người khác coi thường chỉ vì họ trẻ tuổi. Vậy nên, chúng ta được kêu gọi để dạy dỗ con cái mình. Công nhận rằng đức tin của con trẻ là hình mẫu cho tất cả chúng ta. Và hiểu rằng Chúa Giê-xu muốn chúng ta không ngăn trở con trẻ. Khi con em mình có một hy vọng nào đó, công việc của người lớn chúng ta là giúp đỡ các em thực hiện điều đó. Và nhờ Chúa dẫn dắt, chúng ta hãy khích lệ các em hướng tới một cuộc đời hết lòng tin kính Chúa Giê-xu và phục vụ Ngài. Bạn có thể làm gì để khích lệ con trẻ tin nơi Chúa Giê-xu? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ các em lớn lên trong đức tin? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, trẻ em trong thế giới này rất cần Đấng Christ. Xin giúp con biết khích lệ các em đặt lòng tin nơi Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.